cho Thanh Tùng được giới thiệu ngay EV Princess Cosmetics chính là một loại dược mỹ phẩm. Cho tới bây giờ Thanh Tùng biết là đã đứng vững trên thị trường gần 20 năm qua. Gần 20 năm có tác dụng chẳng những là chữa trị mà còn nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da. EV Princess Cosmetics là một loại dược mỹ phẩm hiện đang dương lên hàng đầu trên thị trường chuyên về da chuyên về chữa trị, nuôi dưỡng và bảo vệ làn da. EV Princess Cosmetics của chị biết hiện giờ sánh ngang hàng với bất kỳ một thương hiệu dưỡng da nào hiện nay nổi tiếng nhất trên thế giới. Bây giờ cho Thanh Tùng lần lượt giới thiệu với quý vị để những quý vị nào cho tới giờ này mà da của mình vẫn chưa đẹp, da mình vẫn còn nám, da mình vẫn còn đồi mồi, da mình vẫn còn tàn nhang, da mình vẫn còn nhiều nếp nhăn, da mình làn da không có đều, da bị cháy nắng. Nói tóm lại là cho tới giờ này những quý vị nào đang xem chương trình và chưa hài lòng về làn da của mình thì cho Thanh Tùng được ân cần giới thiệu với quý vị. Người bạn thân thân thiết của Thanh Tùng và cũng là người bạn thân thiết của anh chị em nghệ sĩ của chúng tôi những lần đi show chính là trọn bộ kem dưỡng da, trọn bộ dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics. Đầu tiên thưa quý vị cho Thanh Tùng được giới thiệu 7 loại căn bản đó bao gồm Thứ nhất là cái loại cleanser để quý vị dùng rửa mặt Mình gọi nôm na giống như là một loại mà xà bông rửa mặt Nhưng nó không phải là xà bông, nó là loại cleanser Nó có aloe vera giúp để mình tẩy sạch đi bụi bẩn Rồi những chất dơ nó bám trên da mặt của mình Lọ thứ nhì thưa quý vị cho Thanh Tùng được giới thiệu Thanh Tùng mê cái em này lắm Đây là cái lọ có tên của nó đó là Clear Solution Thanh Tùng quen gọi để cho dễ nhớ là nước hoa hồng Tác dụng của nó là sao quý vị? Làm mịn da, làm khít lỗ chân lông Cho tới cái lọ thứ ba Lọ này là lọ có tác dụng dưỡng ẩm cho làn da của mình suốt cả ngày Nhờ dưỡng ẩm mà da sẽ chống lão quá Nhờ dưỡng ẩm mà các tế bào da phát triển một cách hết sức là tự nhiên Nhờ cái lọ kem có tên gọi là Cell Treatment này mà những tế bào da bị hư hại đó nó sẽ có thể tái phát triển lại một cách điều hòa và tự nhiên giúp cho làn da của mình ẩm trong suốt ngày. Đó là loại thứ ba. Loại thứ tư thanh tùng sử dụng thưa quý vị khi đi ra ngoài đường vào ban ngày không thể không có nó đó là kem dưỡng da ban ngày. Tên gọi chính xác của nó là day cream. Đây là loại kem có thể giúp cho làn da của mình tái tạo lại cái sinh khí của làn da sau khi tuổi tác chất chồng bị lão hóa, nó giúp cho làn da của mình săn chắc trở lại, mịn màng trở lại. Thì là kem dưỡng da ban ngày để khi mình đi ra ngoài đường. Trước khi ra đường, thưa quý vị, đừng quên, dù là thời tiết, nắng hay mưa, dù quý vị có ra đường hay không, quý vị ngồi trong phòng máy lạnh, quý vị vẫn phải cần kem chống nắng. Tại mình dùng cái chữ kem chống nắng nên mình mới dễ bị confused, mình mới dễ bị... Uh, hiểu sai, đó không chỉ là kem chống nắng của loại kem mà Thanh Tùng đang cầm ở trên tay có vậy nhìn thấy chữ EV Princess rồi 100 SPF. Cái chữ SPF có nghĩa là Sun Protection Factor mà SPF 100. SPF 100 có nghĩa là cái thời gian kéo dài của cái việc bảo vệ làn da mình chống lại những sự hủy hoại của tia cực tím của ánh nắng mặt trời chống lại tác hại của môi trường chung quanh, của hóa chất chung quanh, chống lại hơi nóng của bếp lò mà quý vị đứng gần, chống lại những tác động tiêu cực của khí hậu môi trường bên ngoài. Thì đây, đây là loại kem tuyệt vời, không chỉ chống nắng đâu nha quý vị, mà chống lại hóa chất, chống lại tác hại của môi trường. Thật là SPF 100 có nghĩa là cái thời gian mình sử dụng nó kéo dài hơn so với những sản phẩm chống nắng mà quý vị thấy chữ SPF nó ít hơn 100. Đây, loại kem này không thể thiếu khi ra đường và đặc biệt không phải ở ngoài đường mới thoa ở trong phòng máy lạnh á da vẫn bị khô như thường lên máy bay đi Việt Nam mười mấy tiếng đồng hồ da vẫn bị không khí làm cho khô ở trên máy bay thì đây giúp cho da của mình có thể chống lại tác động tiêu cực của những chiếc máy lạnh ác độc đó đó là loại kem chống nắng đó là 1, 2, 3, 4, 5 lọ rồi phải không có gì 5 lọ rồi bây giờ tới lọ thứ sáu cái lọ thứ sáu này mới là quan trọng cái loại thứ sáu có tên gọi là Express Peeling. Loại thứ sáu Express Peeling này chủ yếu là các loại vitamin C. Tác dụng của nó là sao? Tuyệt vời ở chỗ là nó thấm vào bên dưới tế bào bên dưới làn da mình. Nó lấy đi, nó lấy đi tàn nhang, lấy đi những vết nám, lấy đi những tế bào già cỗi mà chính những tế bào già cỗi đó nó khiến cho da của quý vị nhìn sao quý gì? Không có thanh xuân không có mơn mởn, nó khiến da của mình trông già đi, nó khiến gương mặt của mình u ám đi, não nồn đi, già trước tuổi là nhờ tác động bây giờ của Express Peeling lấy đi những cái già nua đó, lấy đi những vết u ám đó, lấy đi những cái buồn bã đó và nó giúp cho da của mình bắt đầu tái tạo lại. Các cái tế bào non bắt đầu phát triển trở lại một cách tự nhiên trên gương mặt của mình. Sau khi tế bào già cỗi mất đi, bị lấy đi, bị xóa sạch đi Thì đương nhiên là da của diện sao? Nám mờ, tàn nhang mờ, đồi mồi cũng mờ Vết nhăn xóa luôn thưa quý vị Trả lại cho làn da của vị một làn da thanh xuân Mịn màng, hồng hào, sang chắc Một làn da đầy năng động Thanh Tùng yêu cái lọ Express Peeling này vô cùng Quý vị nghe cái chữ Express Peeling Cream Quý vị đoán được chức năng của nó phải không ạ? À? Express là nhanh chóng, là cấp thời. Peeling, lột. Cream, kem. Loại kem giúp tẩy đi những cái u buồn của tuổi tác một cách thật là nhanh chóng. Express, peeling. Rồi, cho tới cái lọ thứ bảy cũng là lọ cuối cùng trong trọn bộ EV Princess Cosmetics mà người ta gọi là dược mỹ phẩm đó là kem dưỡng da ban đêm kem dưỡng da ban đêm tên gọi đơn giản night cream tác dụng của nó làm cho da mình sáng lên quý vị da có sáng hay không là nhờ cái lọ kem này chính cái lọ kem này làm cho da của mình sáng lên là tại sao là tại vì nó giúp cho tế bào phát triển một cách bền dững nó giúp cho tế bào da của mình phát triển một cách mạnh khỏe gương mặt sáng ẩn lên rất nhiều khách hàng đã sử dụng EV Princess chỉ một thời gian không dài lắm đâu không cần tới một tháng đâu khoảng 11 12 ngày đầu tiên sử dụng bước ra đường bạn bè người quen trầm trồ khen ngợi ủa sao da bồ dạo này khác hẳn đẹp ra hẳn sao trong bồ có vẻ trẻ ra hẳn sao trong gương mặt của bồ có vẻ sáng ra hẳn thì thưa quý vị một trong những hiệu quả tuyệt vời là nhờ cái lọ kem night cream này đó lại có loại giúp cho da của mình sáng hẳn ra sáng hẳn tuyệt vời ra như vậy thì thanh tùng đã giới thiệu với quý vị tổng cộng 7 lọ căn bản bảy loại căn bản rồi thân tôi nhắc lại nè đầu tiên là cleanser để rửa mặt sau đó là tới cái nước hoa hồng clear solution làm da mình nó mịn làm khít lỗ chân lông tới cái lọ cell treatment dưỡng ẩm da suốt ngày làm cho những tế bào da bị hư đó nó tái tạo hoạt động trở lại tới kem chống nắng loại spf 100 giúp để chống lại những tác hại hủy hoại của hóa chất của môi trường cho tới lọ kem có tên gọi là express peeling lọ kem có thể bốc đi lấy đi xóa đi những vết nám tàn nhang u buồn của tuổi tác loại night cream là loại làm cho da sáng lên quý diện nghe kể tổng cộng 7 lọ và rõ ràng mỗi lọ trong trọn bộ EV Princess đóng một vai trò khác nhau đúng không quý vị mỗi lọ đóng vai trò khác nhau do đó mình phải sử dụng tổng cộng 7 lọ này phải sử dụng bảy lọ chung với nhau, không thể vì muốn tiết kiệm tiền, không thể vì muốn cho nó nhanh, mình chọn một hai lọ trong tổng số bảy lọ này mình xài. Nếu quý vị chỉ chọn một, hai hoặc ba trong tổng số bảy lọ EV Princess mà Thanh Tùng vừa giới thiệu thì sao? Thứ nhất, hiệu quả sẽ không trọn vẹn như quý vị mong muốn bằng việc sử dụng bảy lọ chung với nhau. Thứ nhì, cái hiệu quả của nó đến với quý vị cũng sẽ chậm hơn so với những quý vị sử dụng bảy lọ căn bản chung với nhau. Thành ra, lời khuyên của chúng tôi, kinh nghiệm riêng của cá nhân Thanh Tùng là người đã sử dụng EV Princess đó là gì? Sử dụng đủ 7 loại căn bản của EV Princess. Và điều kế tiếp nữa, quan trọng cực kỳ thôi có gì quan trọng hơn tiền đó, đó là sử dụng đều đặn, sử dụng thường xuyên, đừng bỏ bữa, đừng vì một bữa nào đó có gì mệt mỏi quá rồi về quăng là lên giường nằm mình quên. Một tuần xài được hai lần Một tuần xài ba lần Thuốc tiên cũng không chữa được nữa Một tháng quý vị mới đụng tới nó Hai ba lần Thì dầu, dầu cho có thần thánh cũng không giúp được Thành ra kinh nghiệm thanh tùng là gì Sử dụng liên tục mỗi sáng Mỗi tối mỗi sáng mỗi tối Phải như vậy liên tục Thì quý vị sẽ thấy kết quả Bản thân thanh tùng thấy được kết quả Qua tới ngày thứ 12 làn da khác liền, mịn màng liền. Mình cảm nhận được khi mà mình rửa mặt vào buổi sáng của chị. Những ngón tay đó, mình thoa lên trên gương mặt của mình, mình sờ lên làn da mình. Một làn da căng, mịn, một làn da mát rượi, mịn màng. Mình nhìn mình trong gương, chính mình, mình cũng hài lòng chính mình. Gương mặt rạng rỡ, một gương mặt không tì vết, vết nhăn biến đi, tàn nhang biến đi, mà đặc biệt vết nám mờ đi. Đó mới là lý do mà khách hàng, hàng trăm ngàn, kể cả cả triệu khách hàng trên toàn thế giới đã phải đồng ý một điều, EV Princess Cosmetics xứng đáng với tên gọi là dược mỹ phẩm mà là dược mỹ phẩm hàng đầu thưa quý vị. Cả nhà Thanh Tùng đã sử dụng, cả nhà đều đẹp. Ba Thanh Tùng sử dụng, mẹ Thanh Tùng sử dụng, em có Thanh Tùng sử dụng, em dâu có Thanh Tùng cũng sử dụng. Rồi bây giờ người quen trong nhà, ai sử dụng cũng đẹp. Mẹ Thanh Tùng sử dụng cũng đẹp, ba Thanh Tùng bây giờ sử dụng cũng đẹp nha quý vị Em dâu Thanh Tùng sử dụng cũng đẹp Và lời nói mà chúng tôi nghe được từ những quý khách hàng đã sử dụng EV Princess là sao ạ à? Con sử dụng đẹp, mẹ sử dụng đẹp, chồng sử dụng đẹp, ai sử dụng EV Princess cũng đều đẹp như nhau Để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua cũng như hiện tại, sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị nuôi dưỡng tái tạo phục hồi và bảo vệ làn da cùng với dược thảo Astro Balance EV Slim Beautiful đông trùng hạ thảo và linh chi đỏ